ok, má sắc sắc. Thôi giờ ba uống với má luôn đi, má uống má thấy hộp nè. Ba uống được không? Ba ra uống được, cái này là nam nữ rồi mọi độ tuổi uống đều gọi là tốt cho sức khỏe hết. Ba thấy ba uống mà cũng một đứa tôi có thấy có uống mà thấy cũng hơi khác này nha. Khác à? Má uống hay sao má? Tối mới uống một thủ đó, một chai đó mà má ngủ ngon, mà thấy da cũng sáng sáng, nói chung là cũng thấy được, tốt. Có má có bị nóng trong người hay nhiều? Má không, bình thường lắm, tốt lắm, thấy mà khỏe nữa. Dạ, người ta nói là những cái người mà tập luyện thể thao nhiều á hay là mình hoạt động nhiều hơn á thì một ngày có thể uống tới 3-4 chai lận. Đây là bổ sung cái đề kháng để mà mình tập luyện tốt hơn. Còn ba má thì quan trọng là mình cần giấc ngủ ngon á thì mỗi tối hoặc là buổi sáng sớm là một chai là con thấy là hợp lý. Nó xin miếng đá nha. Cái này mà mình ướp lạnh uống là ngon nhất, ướp lạnh uống ngon nhất. Rồi tối uống một chai xong ngủ một giấc tới sáng. Quá ghê lắm. Cái này thử là để đá thôi nhưng mà muốn ngon là nên ướp lạnh. Bỏ tủ lạnh. Tủ lạnh uống trực tiếp cũng được. Trực tiếp uống khác rồi không? Yeah. Ngon ghê không? Ngon lắm. Ngon cái cây. Cái này là ba uống xong rồi ba đi tập đi bộ với má rồi giữ sức khỏe. Trẻ hoài luôn. Đi làm về trưa nóng dữ hả? Dạ. Tiếng nữa lên uống chai này nữa mát mát rồi người liền. Rồi. Vậy là con gửi tặng ba má này. Khi nào ba má mà uống dùng hết rồi con sẽ lại tiếp tục gọi. Thank you.